Và để mở đầu cho buổi họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam hôm nay thì các em học sinh khối 8 có một món quà gửi chia đến quý thầy cô. Xin mời các em. Vâng, cảm ơn món quà rất là dễ thương từ các em học sinh khối 8 dành cho quý thầy cô giáo. Và tiếp theo chương trình là bài Lá thư gửi thầy do Như Ý học sinh lớp 8A1 trình bày. Kế tiếp là bài Tăng ca bội phấn do em Đức Trọng Ngọc Hùng Anh trình bày. Tiếp theo bài đơn ca Người gieo mầm xanh do em Thảo Nghi Độc biểu diễn cùng guitar. Tiết mục cuối cùng là hát múa tự hào người giáo viên nhân dân do thầy cô giáo viên cùng học sinh biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
tiếp tục chương trình là xin mời tiết mục của bạn Thảo Vy. Thank you.
Cảm ơn tiết mục của anh.
được. Thầy nhắc tất cả các em là buổi lễ bắt đầu thì đề nghị tất cả chúng ta chào cờ, chúng ta phải hát quốc ca. Đó nên là thầy đề nghị là trước khi hát quốc ca, thầy đề nghị là mấy em nghe nhạc ha, mấy em chú ý phần này. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng tất cả các em học sinh đã đến giờ làm lễ chào cờ. Trân trọng kính mời quý thầy cô cùng tất cả các em học sinh chúng ta chuẩn bị làm lễ chào cờ. Trân trọng kính mời quý vị đại biểu là chúng ta hướng về sân khấu, hướng về quốc kỳ để chúng ta chuẩn bị làm lễ chào cờ. Một lần nữa thầy đề nghị tất cả các học sinh chúng ta đứng nghiêm ổn định chuẩn bị làm lễ chào cờ. Những học sinh đang khoác áo khoác trên cái đầu của mình á, dỡ áo khoác xuống. Những học sinh đội nón, gỡ nón xuống giùm thầy. Khối 7 hiện nay có học sinh đang đội nón. Em đứng cuối cùng của khối 7 á. Tất cả chú ý. Ngồi xuống. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, ngày 20 tháng 11 đã thực sự là ngày hội của thầy giáo, cô giáo và của các em học sinh nói riêng, của toàn dân ta nói chung. Vì trong cuộc đời của mỗi người, từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành, hầu hết ai cũng có những kỷ niệm đẹp về một thời cấp sách, những kỷ niệm về bạn bè, thầy cô và mái trường. Tôn sư trọng đạo là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Nhà giáo bao giờ cũng được nhân dân yêu mến, kính trọng. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã tặng cho các thầy giáo, cô giáo một câu nói vô cùng ý nghĩa: nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Hôm nay, thầy và trò trường Trung học Cơ sở thị trấn Tân Châu tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đó là lý do của buổi họp mặt hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, về dự buổi họp mặt hôm nay, tôi xin trân trọng được giới thiệu ông Trần Đình Thi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Châu. Xin trân trọng được giới thiệu ông Trịnh Đình Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Châu. Xin trân trọng được giới thiệu bà Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Tân Châu. Xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Tuyết Lê, đại diện VNPT Tân Châu.
biểu, các cô là cử giáo viên trong trường thị trấn Tân Châu. Xin trân trọng giới thiệu ban đại diện cha mẹ học sinh của các khối lớp ở trong trường của chúng ta. Và đặc biệt có đầy đủ các thầy giáo, cô giáo, nhân viên và học sinh trong trường cũng có mặt đầy đủ trong buổi lễ hôm nay. Và đến dự buổi họp mặt hôm nay thì bên về phía Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Tân Châu có gửi hoa chúc mừng ngày lễ của chúng ta. Và có phụ huynh học sinh lớp 6A1, công ty Bảo Việt Tây Ninh cũng có gửi lá hoa chúc mừng cho ngày lễ của chúng ta. Kính thưa toàn thể quý vị, tiếp tục chương trình, xin trân trọng xin mời ông Bùi Ngọc Ẩn, hiệu trưởng nhà trường lên ôn lại truyền thống ngành nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Xin trân trọng xin mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh thân mến. Trước hết, thay mặt tập thể hội đồng sư phạm nhà trường, tôi nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị đại biểu, các nhà giáo đã nghỉ hưu và toàn thể quý khách đã đến dự họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, thay mặt ban lãnh đạo nhà trường, tôi xin gửi lời tri ân tới tất cả nhà giáo đã nghỉ hưu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong nhà trường. Vì những cố gắng, vì những đổi mới sáng tạo, vì sự tâm huyết cho thực hiện thành công nhiệm vụ năm học. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh thân mến. Từ bao đời nay, tôn sư trọng đạo là truyền thống vô cùng cao đẹp, thấm đẫm tình nhân văn của dân tộc Việt Nam. Một dân tộc với hàng ngàn năm văn hiến, với truyền thống hiếu học và trọng chữ nghĩa. Lịch sử của dân tộc ta đã chứng minh vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng của giáo dục đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm và coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, bởi phát triển nguồn nhân lực con người chính là sự phát triển của bền vững, chủ động. Đó là những con người có hoài bão, có phẩm chất đạo đức, có năng lực sáng tạo cùng với đức tính cần cù của con người Việt Nam. Đây cũng chính là lý do mà các thế hệ nhà giáo rất đổi tự hào, nhưng cũng gặp không ít thử thách trong sự nghiệp chồng người. Cũng chính vì vậy mà bao lớp học sinh đã vượt qua bao khó khăn trở ngại của cuộc sống để ngày ngày đến trường. Từng con chữ, từng trang sách, từng bài học vun đắp dần lên cho tương lai và cuộc sống sau này trong niềm tự hào của gia đình và các thế hệ. Kính thưa quý vị đại biểu, kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hôm nay, chúng ta rất đổi tự hào về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, noi gương các bậc nhà giáo tiền bối, thế hệ nhà giáo đàn anh đã dày công vun đắp qua nhiều thế hệ. Dù ở đâu hay ở cương vị nào, chúng ta cũng không quên ơn công dạy bảo của thầy cô. Thế hệ đội ngũ thầy cô giáo Tân Châu hôm nay nói chung, đội ngũ thầy cô giáo trường trung học cơ sở thị trấn nói riêng, nguyện hết tâm giữ vững phẩm chất cao đẹp của nhà giáo, tích cực học tập, nghiên cứu đào tạo ra thế hệ trẻ giỏi, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu đối đổi mới ngành, ra sức thi đua dạy tốt, học tốt và bằng sức sống mạnh liệt của mỗi tuổi thanh xuân góp phần cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế của địa phương, xây dựng mảnh đất Tân Châu ngày giàu đẹp. Nhân ngày truyền thống vẻ vang của nhà giáo Việt Nam, ngày vui của toàn ngành, ngày hội tri ân của các thế hệ học trò, tôi xin thay mặt lãnh đạo nhà trường xin chúc quý vị đại biểu, các nhà giáo đã nghỉ hưu, quý thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
Xin trân trọng cảm ơn. Vừa rồi chúng ta đã được nghe ông Bùi Ngọc Ẩn ôn lại truyền thống Tôn Sư Trọng Đạo, và chúng ta tin tưởng rằng truyền thống ấy sẽ luôn được thầy và trò chúng ta gìn giữ và phát huy bằng những hành động thiết thực nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, và sau đây xin mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng đón xem vở kịch của các em học sinh lớp 9A1 gửi tặng đến quý thầy cô nhân ngày 20 tháng 11 năm nay. Mùa hạ đã qua, biết bao điều tuổi trẻ gửi lại với ta. Nhưng liệu ta có lần thứ hai để quay về cái thời đẹp đẽ tươi sáng ấy không? Câu nói ấy như mang theo nhiều niềm nhớ thương, đựng thêm đôi chút nuối tiếc về thời thanh xuân rực rỡ, tốt nghiệp, về cái tuổi học trò nghịch ngợm cùng những hoài bão mới xa xa, những người bạn bè thân quen mà ta đều được coi như tri kỷ và cả người thầy, người cô đáng kính. Suốt cả chặng đường người học sinh, ta nào đâu quên được bóng dáng của người thầy để dìu dắt ta qua những hành trình đầy gian nan sóng gió, giúp ta vượt bước trên hành trình theo đuổi tri thức, con đường dẫn đến hạnh phúc. Tự như hôm nào biết bao nỗi niềm cứ mãi động lại, hoài nhớ thương, hoài trong ngóng, hối tiếc, bâng khuâng về tình cảm thầy trò còn da diết đậm sâu. Nhân ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam, tập thể học sinh lớp 9A1 thực hiện vở kịch mang tên Mùa hạ gửi lại tôi người thầy, nhằm tri ân gửi gắm niềm thương yêu kính trọng đến các quý thầy cô trường trung học cơ sở thị trấn Tân Châu đã tận tâm dạy dỗ vỗ về chấp cánh con đường ước mơ xuất từng thế hệ học sinh chúng em. Lớp 9A từ lâu đã luôn có những mâu thuẫn xích mích, tình cảnh nội bộ chia rẽ không thống nhất. Tình trạng này vẫn cứ hoài truyền miên, dẫu đã cố gắng chẳng một ai có thể can thiệp giải quyết. Ê tụi bay ơi, nãy á tụi đi ngang qua kia tao thấy tụi nó nói xấu tụi nữa kìa. Nó kêu á mày đi cái chỗ nhạc này vậy nè, còn á mày á thì cũng giống con người mà giống con ngựa. Trời ơi, nó nghĩ sao nó dám nói tao vậy? Mấy ngày trước tao vừa mới nhắn tin với nó xong, nó còn nói chuyện giả thương với tao mà. Đây chắc giữa thôi được anh chị nào rồi nên mới lên mặt với tao. Đang to ha. Trời trời, nó nghĩ nó là dám nói như vậy, bị mấy lần rồi mong giờ đi kiếm nó cho nó giận. Nãy tụi bay vừa nói gì tụi tao, không biết đều hay gì dám đụng với tụi tao. Mình có thái độ với tao nha, không biết đều tụi bay, bạn có tao. Tụi mày bị gì vậy? Hết chín hết đời còn nhỏ đâu, chứ không có dạy hoài vậy. Nhưng mà bên đó xa trước thì tụi tôi quên, cần gì phải giải thích. Ê, nó xài trước nha, tụi mày chưa làm gì nên đã xong vào solo ở Bình Nguyên Nhân Đoạn. Còn đợi tử ký ở cổng chờ nữa chứ. Ủa, bên nó nói trước mà giờ còn dám dở cái giọng đó nữa. Thôi, từ từ hết đi. Em lớp 9 rồi, là kỷ niệm của sau này đó. Nhưng mà sao tụi mày cứ phá nó vậy? Vậy thôi ha, để tụi này rút kinh nghiệm. Dù sao á, thì sao mới phá hẳn cái lớp từ lâu lắm rồi. Cần gì phải cố gắng, cần gì phải hòa thuận, không cần cố gắng như mày đâu lớp trưởng. Thôi, không sao đâu mà, tao tin mày sẽ giúp được lớp đoàn kết. Đúng rồi đó, mày ơi. Tao làm lớp trưởng mà không giúp được cái gì á, càng làm thì tao càng bất hòa, tao mệt lắm rồi. Ở lớp 9A, tràn ngập một làn tán sôi nổi.
cái bài tao nghe nói lớp này có giáo viên chủ nhiệm mới mà tao không biết là ai. Ai xin lắm mới vô phải giúp mình á. Mong là giáo viên mới chịu nổi cái khổ loạn lúc mình chờ. Cả lớp trật tự nghiêm. Thầy mời các em. Chào các em, thầy tên là Duy. Hôm nay thầy sẽ thay cho cô Thảo chủ nhiệm lớp chúng ta. Mong chúng ta sẽ thật là đoàn kết và giúp đỡ nhau trong học tập. Ê mày, không biết thầy này định làm gì để xử lớp mình ha? Đầu năm tới giờ lớp mình bỏ bao nhiêu thông nghiệp rồi, làm gì có ai chịu nổi. Dạ, thầy ơi, đâu cũng vô đó à, cãi nhau tiếp thôi. Ngày hôm đó là tiết sinh hoạt. Thầy nghe đồn là lớp này mặt im đen. Vậy thì thầy sẽ tổ chức một trò chơi để lớp chúng mình thay đổi lên nhé. Thầy chơi một trò chơi nào? Ủa thầy ơi, lớp này có ai chơi với ai mà mình chơi trò chơi thầy? Ai mà không chơi, tôi sẽ cho một cả đều phải tham gia. Rồi thì trò chơi nên thầy mời bạn đây. Cả lớp đây hả? Rồi thì luật chơi rất là đơn giản. Hai bạn sẽ có 30 giây đều đứng lên cái ghế. Ai mà té xuống trước thì sẽ thua và sẽ được một chuyến du lịch châu bông gà. Ngon, sao tôi lại chơi chung với cái ghế vậy trời. Trời ơi, chắc là buồn quá. Rồi thì mình chơi ngáp một lần thôi các em nhé. Rồi thì bây giờ lớp mình chơi thật nhé. Mời hai em đứng lên. Cả hai đều té rồi, thôi thì lần này chúng ta làm nháp cho cả lớp nhé. Lần sau thì chắc chắn sẽ có nhiều đứa chơi hơn. Trời ơi, dậy không được rồi, chơi mà khó chịu. Thì mày đéo khó thôi, bộ thì không biết có mình sao sao ha. Tuần sau cũng là tiết sinh hoạt, hay là tiếp tục triển khai trò chơi mới. Rồi thì lần này đó chúng ta sẽ chơi trò chơi nhảy và bắt. Luật chơi rất là đơn giản, khi mà thầy mở nhạc và các em phải nhảy theo điệu nhạc. Lúc mà nhạc dừng, thầy kêu hai, các em phải bắt với ai cho đủ hai người. Thầy kêu ba, các em phải bắt với ai cho đủ ba người. Trò chơi bắt đầu. Đôi. Các em làm tốt lắm, lần sau chúng ta được chơi tiếp nhé.
mọi người tham gia trong niềm vui vẻ, hào hứng, ai cũng sôi nổi hợp tác và thực hiện đúng luật chơi. Bỗng sao các bạn học sinh đã từng mâu thuẫn, tán sợ nhau, giờ đây lại đang vui đùa rất thân thiết. Lớp chúng ta sau bao nhiêu ngày tháng một cách tình cờ để hàn gắn và đoàn kết hơn bao giờ hết. Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc những ngày tháng cuối cấp 2, lớp chúng ta mới bắt đầu cảm thấy trân quý từng kỷ niệm, thời gian mà các bạn được bên cạnh nhau. Họ trao sự xúc động vì đời học trò đã dần khép lại trước mắt. Hôm nay là ngày cuối cùng của lớp 9, khép lại 4 năm học trọn vẹn của thời học sinh cấp 2. Lớp 9A đủ đông ở lớp học tham quan, thầy giáo vẫn thường lệ ngồi bên bàn giáo viên, lặng lẽ nhìn từng người học trò. Hôm nay là cuối học cuối cùng rồi, thầy muốn thử đố các em một câu. Hả? Còn thử đố nữa hả thầy? Ngày cuối rồi thầy ơi. Đúng rồi, thầy vẫn đố nhé. Đố các em, ngày mai là thứ mấy? Ngày mai là ngày thứ 7 ạ. Thế các em có biết các em sẽ như thế nào vào ngày mai không? Ngày mai cũng là thứ 7, cũng là ngày cuối cùng của thời cấp 2. Chúng ta phải tạm đi xa, tạm rời bỏ đi những kỷ niệm đẹp. Bầu không khí của lớp bắt đầu trầm dần, như đâu đó mà tiếng khóc thút thít nhẹ nhàng. Thầy ơi, em thật sự không thể rời xa thầy và các bạn. Em còn rất nhiều điều chưa thể nói. Thầy hiểu cả. Thầy biết lớp chúng ta đã có bao nhiêu kỷ niệm, cả vui lẫn buồn. Thầy chỉ mong lớp chúng ta phải thật hạnh phúc và phải giữ gìn kỹ càng những thời gian ít ỏi này. Vậy lớp mình có nhất trí là 10 năm sau sẽ trở lại trường để lưu lại kỷ niệm ở đây không? Vậy thầy cũng đến đúng không thầy? Chắc chắn rồi, thầy sẽ đến để cùng các em thực hiện lời hứa. Mọi người lần lượt chào thầy ra về, ai cũng đau vội nước mắt, nén chặt nghẹn ngào. Ai cũng về cả rồi, nhưng thầy vẫn ở đó, lặng lẽ nhìn từng hàng ghế của học sinh. Thầy chúc các em thật là hạnh phúc. Thầy cảm ơn các em. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 10 năm trôi qua, giờ đây, mỗi người mỗi ngã, mỗi người mỗi việc, ai cũng đều có cho mình một cuộc sống riêng, một hạnh phúc riêng. Dường như lời hứa năm xưa đã phai nhạt theo tháng năm trong tâm trí mỗi người. Alo, tôi đây. Rồi, tôi sắp tới rồi, cuộc họp nhắc sắp bắt đầu rồi đó. Bác sĩ tới đây. Rồi, mệt quá vậy nè. Cũng đến rồi nhỉ, 10 năm rồi, không phải ít. Mình vẫn đợi mãi cái ngày này, không giờ, biết. Cô Hải đi vào, 10 năm trước, cô chỉ mới là giáo viên thực tập, mới vào nghề. Giờ đây, cô đã là một giáo viên dày dặn kinh nghiệm. Con, em phải là thầy Duy sao? Em chào thầy, rất là chúng ta mới gặp. Chào cô Hải. Nghe nói bệnh tình của thầy trở nặng, con đang ăn đau thế? À, tôi vẫn bận, tôi có hẹn. Ủa, đi hẹn ai vậy? À, có phải tụi trẻ, bữa thầy trẻ với con? Em nghĩ chúng sẽ không đến được đâu. Trước em có đi chợ, gặp một trong số tụi chúng, hình như là bé Tiết thì phải. Thấy bé bận rộn, chạy qua lại. Tụi nó bận lắm, chắc không còn nhớ nữa đâu. Vả lại, quan trọng gì đâu thầy. Em nghĩ thầy nên về nhà nghỉ ngơi đi cho khỏe. Khi nào tụi nó đến, em sẽ gọi cho thầy. 30 phút, 1 tiếng, bóng dáng học sinh, không lấy một ai, thầy vẫn ngồi đó. Các em, thầy biết đứa nào cũng lớn hết cả rồi, cũng có thời gian cho riêng mình. Ừ, các tôi nhỏ bận lắm. Ít lâu sau, bệnh thầy trở nặng.
Alo. Alo, mày Hảo Quỳnh. Bây giờ mày bình tĩnh nghe tao nói cái này nha. Mày còn nhớ thầy Duy không? Cái thầy mà dạy chúng ta hồi cấp 2, người đã cho chúng ta rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều lời hứa. Thầy, có nghĩa là thầy bị bệnh rất nặng, nhập viện mấy tháng rồi mày à. Không chỉ vậy, trước khi nhập viện, thầy còn thực hiện lời hứa 10 năm với chúng ta. Vậy mà mày biết không, không một ai đến chờ thầy cả. Không một ai thực hiện lời hứa 10 năm với thầy. Bỏ mặt thầy một mình với bóng cây phượng. Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà có thể nói là học sinh lớp mình có một người là bác sĩ tiếp nhận điều trị các bệnh cho thầy. Khải, gọi Khải nghe nè thầy ơi. Alo, bác sĩ Khải đây. Đâu vừa nghe tin về thầy. Chúng ta vừa nghe tin về thầy. À, mọi người yên tâm, thầy tỉnh rồi. Thầy vẫn còn nhớ cùng hẹn 10 năm trước mà hay nấy quá. Vậy khi nào thầy sẽ lại thông báo cho các bạn nói chúng ta phải về trường để thực hiện lời hứa đó. Thôi. Lớp trưởng cùng các bạn đến trường. Vừa đến, những thành viên của lớp 9A đợi đó. Thầy ơi, bây giờ chúng em nhớ có thể thực hiện lời hứa cùng với thầy thôi. Tụi em xin lỗi. Mọi người ôm lấy nhau, giống như bóng cây phượng. Hình ảnh cây phượng đó được ấy như thể đại diện cho người lái đò xưa cũ, cũng như thể hiện sự kính trọng vô ngần với thầy cô, những người đã dìu dắt, nâng đỡ họ trong suốt hành trình thanh xuân rực rỡ. Mùa hạ giữ lại người thầy, giữ lại cho một thời thanh xuân đáng quý. Vở kịch của chúng em đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, các quý thầy cô, các bạn học sinh đã lắng nghe. Kính chúc các quý thầy cô giáo ngày 20 tháng 11 một ngày niềm vui và hạnh phúc. Vâng, cảm ơn món quà rất là ý nghĩa từ các em học sinh lớp 9A1 dành cho quý thầy cô hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, ngoài những giáo viên đang công tác tại trường, trong buổi họp mặt hôm nay còn có các cô là cựu cán bộ quản lý, là giáo viên đã từng cống hiến suốt tuổi thanh xuân của mình cho mái trường thân yêu của chúng ta. Và sau đây, em xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Lương, cô Hồng Thị Thuần, cô Lê Thị Tuyết và cô Huỳnh Thị Diệu cùng bước lên sân khấu để nhận món quà tri ân từ nhà trường. Xin trân trọng kính mời cô. Trân trọng kính mời ông Bùi Ngọc Ẩn, hiệu trưởng nhà trường và bà Huỳnh Thị Thanh Tâm, phó hiệu trưởng nhà trường lên trao quà cho các cô. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, xin cảm ơn các thầy các cô. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, buổi
buổi lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo dồi dào sức khỏe, gặt hái nhiều thành công trong công tác. Chúc các em học sinh ngày càng chăm ngoan học giỏi, đạt nhiều kết quả cao trong học tập. Xin trân trọng cảm ơn. Và bên phía nhà trường cũng xin kính mời quý vị đại biểu cùng bước lên sân khấu để chụp hình với nhà trường làm kỷ niệm. Anh Ấn. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng bước lên sân khấu để chụp hình làm kỷ niệm ạ. Xin mời anh Phú tiếp quản. Học sinh chúng ta buổi sáng chúng ta được nghỉ tiết 2, tiết 3 chúng ta và bắt đầu học bình thường. Còn các bạn buổi chiều thì chúng ta được phép vào về nha. Tại bây giờ trước khi về các em phải dọn ghế chúng ta ngay giữa lớp ta vô nha. Giáo viên chủ nhiệm ở các lớp chú ý là cho học sinh mình dọn ghế vào thôi dần, quan tâm đến đề rồi dần. Xin mời tất cả quý thầy cô giáo chúng ta cùng bước lên trên sân lễ để chụp hình kỷ niệm.